Địch Điện Nhật Ba và dàn mỹ nhân đeo ngạnh sức lộng lẫy trên phim. Những phụ kiện được dàn mỹ nhân cổ trang đeo trên đầu trông thật đẹp mắt. Một trong số những thứ chúng tôi thấy long lanh nhất chính là những chiếc ngạnh sức. Chỉ là một món đồ đeo trên đầu ngay trước trán, thế nhưng nó đã góp phần làm thăng hạng nhan sắc cho các nữ diễn viên. Một điều bất ngờ là có duy nhất chàng trai cũng từng đeo ngạnh sức, khiến người xem phải điên đảo vì quá đẹp. Địch Đại Nhiệt Ba. Nói tới Nhiệt Ba thì chúng tôi nhớ một vài tạo hình cổ trang của cô nàng có đeo ngạnh sức, gần nhất là vai diễn trường ca trong Trường Ca Hành. Hóa thân thành mỹ nữ Tây Vực, Địch Đại Nhiệt Ba càng thêm lộng lẫy khi đeo ngạnh sức. Dù gương mặt đã đeo mạng che, nhưng ngoại hình của nữ diễn viên vẫn cứ là đẹp hết nước chấm. Bành Tiểu Nhiễm. Đeo ngạnh sức lộng lẫy trong Đông Cung, Bành Tiểu Nhiễm nhanh chóng chiếm luôn vị trí hồng y mỹ nữ của màn ảnh Hoa ngữ. Nàng Tây Châu Cửu công chúa đã gây ấn tượng rất lớn với tạo hình này, dù ngạnh sức của cô nàng đeo hơi cồng kềnh, nhưng chẳng sao cả, Bành Tiểu Nhiễm vẫn có được nhan sắc tràn màn hình. Cúc Tình Y. Mỹ nhân chuộng ngạnh sức nhất trên màn ảnh Hoa ngữ chắc chắn là Cúc Tình Y. Đóng 10 phim cổ trang thì đến 9 phim cô nàng đeo ngạnh sức, từ Như Ý Phương Phi, Gia Nam Truyện đến bộ phim đang trở lên sóng Hoa Nhung, Cúc Tình Y đều đeo ngạnh sức. Tuy có nhiều người chê phụ kiện của Cúc Tình Y rườm rà, nhưng chúng tôi thấy mấy chiếc ngạnh sức long lanh lủng lẳng chắc chắn trông cũng đẹp mắt đó chứ. Vương Nhất Bác. Nhắc đến ngạnh sức thì người ta thường nghĩ đến các mỹ nhân cổ trang, nhưng thực tế Vương Nhất Bác cũng từng đeo ngạnh sức, còn xinh đẹp trai và khiến bao cô nàng phải đổ cái rầm. Trong Trần Thành Lệnh, Vương Nhất Bác hóa thân thành Lam Trạm, phải đeo mặt ngạnh là dây buộc chán của tất cả con cháu và đệ tử cô Tô Lam Thị, có ý nghĩa rất lớn không thể tháo ra. Thế nhưng khi gặp Ngụy Anh Tiêu Chiến, chiếc mặt ngạnh này còn hay không chúng tôi cũng chẳng rõ nữa. Đeo ngạnh sức giúp tăng nhan sắc của dàn sao Hoa ngữ trên phim. Tuy nhiên cái gì đủ thì tốt, cái quá lại nhàm chán như trường hợp của Cúc Tình Y bị chê rồi mắt. Riêng chúng tôi thì rất dễ tính, các cô cứ đeo phụ kiện lộng lẫy một chút, miễn đừng quá nhiều là xinh lắm rồi. Trừ trường hợp của Vương Nhật Bác thì công nhận là đẹp trai lắm nhé. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.